Xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì mình có một sản phẩm rất là đặc biệt, đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa âm thanh và ánh sáng. Và mình là Ngọc đây, chào mừng các bạn trở lại kênh Kinh Con Việt Nam. Ta-da, đây chính là chiếc loa Bluetooth kết hợp với đèn LED DJ Book. Điều đặc biệt khi các bạn sử dụng chiếc loa này là sẽ không bao giờ lo hết pin khi nghe nhạc, tại vì nó sẽ kết nối trực tiếp với nguồn điện thông qua chuôi sắn này. Và bây giờ hãy cùng mình trải nghiệm sản phẩm đấy nha. Bây giờ thì mình sẽ kết nối chiếc DJ Book này lại với chiếc đèn để bàn. Ta-da! Bây giờ thì nó như một chiếc đèn bình thường, thì các bạn có thể là làm việc này hoặc là đọc sách. Tiếp đến là mình sẽ đi theo cái phần test âm thanh của chiếc loa này nha. Chiếc DJ Book này thì không có bất cứ một cái công tắc nào, thế nên mà để sử dụng được thì các bạn sẽ phải tải một cái app với cái tên là CH Small Book. Nó tích hợp cho cả iOS và Android. Và mình đã tải sẵn chiếc app trên cái chiếc smartphone của mình đây rồi. Sau khi mà các bạn tải xong, các bạn sẽ kết nối Bluetooth với cái tên là BL05 nữa ạ. Bây giờ thì mình sẽ chơi một bản nhạc nhẹ trước nha. By all of the things I never had, I wanna be on the cover of. Các bạn thấy âm thanh như thế nào rồi ạ? Rất trong và ấm phải không ạ? Ngoài cái việc mà các bạn đã nghe nhạc được trên chiếc loa này rồi, các bạn có thể điều chỉnh ánh sáng ở trên cái app này. Thì ở trên cái app này nó rất là nhiều màu ạ. Ngoài cái thanh này ra thì các bạn có thể điều chỉnh ánh sáng trực tiếp trên cái vòng tròn này luôn. Rất là hay phải không ạ? Thì bây giờ thì mình sẽ chuyển qua một cái bài nó giai điệu nó sôi động hơn một tí. Điều đặc biệt của chiếc loa này, khi các bạn vào app này và chuyển qua chế độ auto, các bạn thấy âm thanh và ánh sáng hòa quyện lại với nhau, rất là sinh động đúng không ạ? Bây giờ thì mở party thôi nào. Bring that ass back like a boom 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 boom. Các bạn cảm nhận âm thanh như thế nào rồi ạ? Nghe rất là đã tai đúng không ạ? Trên đây là những thông tin cơ bản về chiếc loa Bluetooth cùng đèn LED DJ Book. Các bạn nhớ subscribe để có thể nhận được những thông tin hay ho tiếp theo nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.